Như các bạn biết là 3 năm rồi Trung không có làm phim. Một phần thì có thể có nhiều lý do để giải thích, có thể là suy thoái kinh tế, dịch bệnh, vân vân. Nhưng thật sự rằng là đã có một thời điểm Trung cảm thấy mất hết cái đích đến của mình trong cái hành trình làm đạo diễn của mình. Đôi khi ở cái chính thời điểm đó thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu rằng tại sao nó lại diễn ra như vậy, bởi vì nó không đúng với chính con người của từng người trong 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 cái sự việc. Nhưng rồi trải qua hết thì chúng ta mới thấy rằng là cuộc đời này nó ngộ lắm các bạn. Có đôi lúc những gì phải diễn ra thì nó sẽ diễn ra, và nó cũng giống như cái thông điệp của bộ phim vậy, tức là đôi lúc chúng ta phải sống trong cái chính cái hành trình đó thì chúng ta mới nhìn ra cái giá trị, cái ý nghĩa mà cuộc đời này muốn nói với chính chúng ta. Nhưng mà rất cảm ơn Tú với Nhi và các bạn diễn viên đã cho Trung cái năng lượng để làm lại hành trình kỳ này, bởi vì sau cái sự việc đó gần như Trung mất hết cái cảm xúc đối với nghề. Trung không hiểu cái chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng rằng là sau đó thì Trung mất một người em và mất một người bạn thân. Nhiều lần gặp nhau trong một số sự kiện, rồi một số cái đám cưới vân vân. Thật sự là Trung rất muốn có lại được cái cảm xúc ngày xưa, cái cảm giác. Tại vì các bạn biết là Trung, những ai có theo dõi cái cuộc đời của Trung, các bạn sẽ biết là Trung thì không có sống trong showbiz nhiều. Trung vẫn chọn sống cái cuộc sống của mình bên gia đình rồi mình một số các cái khác, cho nên rằng là Trung không có nhiều bạn. Và nói thật rằng là Giang là một trong người bạn mà Trung thân lắm, Trung thương lắm. Rồi tự nhiên rồi không hiểu rồi mọi thứ, thật ra thì cũng mong rằng là mọi thứ rồi nó cũng sẽ qua. Thật sự Trung rất muốn có một cơ hội để hai anh em ngồi với nhau. Tâm sự riêng được không? Dạ thì ý em trả lời câu hỏi, dạ rất muốn xin lỗi Giang để có thể mọi thứ nó cuối cùng trong cuộc đời chúng ta, thì các bạn giống như nãy giờ chia sẻ đó, cuộc đời nó ngắn ngủi quá. Bên cạnh chúng ta có bao nhiêu người thật sự, đến cuối cùng thì cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này. Bộ phim này thành công hay thất bại nó cũng là một viên gạch trên một cái hành trình dài mà chúng ta sẽ đi trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng rõ ràng là ở cái hành trình đó thì chúng ta còn lại gì. Nên bắt đầu bước vào cái bộ phim Gặp Lại Chị Bảo lần này, Trung xác định rằng mình phải sống với hành trình này, và phải kết nối được, phải tắt chặt được. Và rất vui bởi vì Gặp Lại Chị Bầu là một cái hành trình mà toàn bộ diễn viên nắm tay chặt với nhau để làm, từ cái việc dựng phim luôn các bạn, coi bản phim cùng nhau góp ý từng câu thoại một, lên lồng tiếng sửa từng từng cái nhỏ một. Và hình như lâu lắm rồi Trung không được làm những bộ phim như thế. Thật ra cái đó mới là sống đó các bạn. Còn nếu mà gọi là làm một bộ phim như bình thường, nó chỉ là survival, tức là chúng ta chỉ sinh tồn trong cái nghề thôi, cứ làm. Nhưng đây là bộ phim mà Trung cảm thấy rất là hạnh phúc vì Trung được sống trong cái nghề, cho nên rằng là rất hy vọng rằng hành trình sắp tới Trung sẽ có những cái cơ hội mới để có thể làm tốt hơn. Xin lỗi mọi người và xin cảm ơn câu hỏi của bạn.